Vâng, xin chào tất cả các bác mọi miền Tổ quốc. Em mới về được một cặp loa và lên sóng cho các bác cùng ngắm một cặp loa quốc dân của Rebeller. Lập cặp loa RMX512M sở hữu cấu hình bass full 30 từ neo. Một chép mic kèn. Đây là dòng loa nghe nhạc hát karaoke cao cấp của Rebeller. Nó là dòng loa được rất là nhiều các bác gia đình chơi. Thì full 30 nó phù hợp với chơi gia đình rất là nhiều nha các bác. Thiết kế gọn gàng. Và đây là cặp RMX512M mà dòng hàng nòi của Mỹ nha các bác, chứ không phải là hàng Mexico đời mới bây giờ đâu. Hàng đây là hàng nòi Made in USA hết nha. RMX512M hàng nội địa Mỹ. Có ha. Đẹp len keng luôn. Trợ kháng cặp này là 8 ohm. Đẹp xuất sắc, cặp này em đang giao là 23 triệu nha các bác, 23 triệu. Rebeller RMX512M full 30 từ neo. Đẹp xuất sắc luôn nha. Bác nào thích chơi hàng của Mỹ thì liên hệ cho em. Những cặp 512M mà hàng Mỹ nó sẽ hiếm nha các bác. Còn hàng Mexico thì nó là đời mới bây giờ. Nó xuất cho thị trường thứ ba rất là nhiều, còn hàng Mỹ là hàng ở thị trường Mỹ. Hàng Mexico thì hiện phía ngoài Bắc nó sẽ có nhiều nha các bác, tại vì nó gần gần cái đó, gần nước thứ ba. Thì còn hàng nội địa Mỹ thì nó sẽ ở trong Nam, đa số hàng đó về là nó sẽ có ít nhưng mà nó không có nhiều đâu. Từng lâu lâu có một cặp về các bác. Trước em cũng có bán một cặp 512M hàng Mỹ rồi. Đẹp keng luôn, các bác nhìn tem này, series rồi còn mức đông luôn. Lo đẹp xuất sắc đấy nha các bác. Lo này thiết kế thì nó giống nhau nên là các bác bố trí nó rất là thoải mái. Bố trí kiểu nào cũng được nha. Giá cầm này là 23 bao ship nha các bác. Giá cực kỳ yêu thương để các bác mình sở hữu rồi. Chơi gia đình thì những cặp full 30 đáng chơi rất là nhiều nha các bác. Gọn gàng đẹp. 512M thì thiết kế tuyệt vời rồi, gọn gàng và thiết kế nó y chang như nhau. Các bác bố trí trên kệ hay là để trên khi kê cái đôn gì cũng rất là đẹp. Sau đây em mở cái e-keng ra để các bác cùng xem cái cấu hình loa của nó nha. Vâng, đây là cấu hình của cặp RMX512M full 30 từ neo, hàng Mỹ nòi. Cho các bác nào thích chơi hàng Mỹ nòi, còn hàng sau này là hàng ở sản xuất đời mới Mexico. Mexico thì có rất là nhiều nha các bác. Các bác có thể để ý những shop ngoài Bắc thì về hàng Mexico rất là nhiều. Nhưng mà để săn lùng những cặp hàng Mỹ nòi thì nó cũng rất là hiếm, có không có nhiều đâu. Và nó là bát huyết nha các bác, bát huyết. Tiếng loa này các bác. Loa thì em bảo hành riêng hết nha các bác, những cặp này thì tuyệt vời về âm thanh rồi nha. Các bác nghe nhạc và hát karaoke gia đình mà phòng từ 45 mét vuông lại thì quốc cặp này tuyệt vời luôn. Về chơi kể cả như chơi những con Jaguar 506 đều ok hết các bác. 203 đều vẫn tốt hết nha, tại vì nó là từ neo, nó không cần công suất lớn. Tiếng nó thanh thoát nhẹ nhàng. Hát rất là nhẹ. Phủ âm rất là rộng. Sau đây em mời các bác cùng xem cái cấu hình bên trong của nó luôn và độ đẹp từng chi tiết của cấu hình loa của Mỹ nó như thế nào. Đây, em mời các bác cùng xem cái độ mộc mạc của tiếng loa luôn nha. Một mặt nguyên bụi luôn các bác. Đẹp múc mùa luôn nha. Từ găng keo này. Em bao zin hết. Đây là lo chép này các bác. Rồi, từ cạnh này. Nguyên mọc hết này. Rồi, em mở đồ thắt bên trong để các bác cùng xem nha. Đây là cấu hình từ neo cao cấp của RMX515. 512M nhá, là dòng M, dòng monitor tiếng rất là tuyệt vời luôn. Các bác biết dòng M rồi. RMX512M, đây là series. Trên màn loa nó sẽ đều có dập series nha các bác. Đây. Mấy cái dây các bác. Đây, để em quay các bác xem nha. Đây. Đấy. Đó là hàng Made in USA. Dây này từ bông tiêu âm này các bác, mức keng các bác. Đấy, phần tầng này.
vàng của nó đó, từ cái ron này mới ken. Hay các bác. Này, tiếp theo. Mắt in ụt à 262H1. Còn nhìn nó mới đây. Từ những cái con tán vít và dây điện. Rồi, lên coi xem lò trép nha. Lò trép cứng như vậy. Ở đây. Còn con ốc các bác. Rồi, em mời các bác cùng ngắm luôn nha. Đây. Chép của nó là chù, 7 màu luôn. Chép là 2408H Made in USA. 7 màu. Cái tiếp theo. Rồi, cái theo mới. Đấy. Về chưa các bác? Nó hàng Mỹ nồi là nó chỉ toàn là Mỹ các bác. Nhưng sau này mới là Mexico nha. Bác nào muốn chốt và sưu tầm cặp 512M này hàng Mỹ nồi cứ alo cho em nha, 23 triệu. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh, ủng hộ kênh của em. Cảm ơn các bác rất nhiều.